bây giờ em đã 24 tuổi thì em tin với cái kinh nghiệm 10 phút trước khi tham gia chương trình này em đã sợ nhưng em rất là những cái chuyện chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình chinh phục thực khách. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và một tuần đã trôi qua rồi, Quốc Khánh rất là vui, rất là cảm thấy rất là bồi hồi khi mà được trở lại với căn bếp vô cùng thân thương của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời sự xuất hiện trở lại của Ngọc Hoa và Linh Lê. Cậu xem một đụng. Chị đi chơi. Thấy hai đứa hôm nay thân thiết không? Vậy là bình thường mình không có thân thiết bình thường. Mình là giả tạo á. Chuẩn bị 18 năm sau làm xui á. Chưa, chị nói chưa mà đừng có nói chút qua đâu. Gái tôi cũng chịu con mà đâu. Chia sẻ này bạn có làm giờ vợ tôi hỏi nè. Ủa sao anh vô anh chọc khách mời nữ mà khách mời nam cũng chọc luôn là sao vậy? Thế tôi nói ủa có nữa hả? Có nữa hả? Vợ tôi nói có. Bữa như là Hải Nam gì phải, tự nhiên chọc ta luôn vậy. Mà đẹp trai mới chọc nha. Ngồi vậy. Là lửa hả? Trời đất ơi. Kiểu như là vợ tôi đang mơ hồ giới tính của tôi sao á. Thôi chúng ta bỏ qua những cái chuyện mơ hồ giới tính một bên đi ha. Thời đại bây giờ là cái thời đại của việc mà chúng ta là mua sắm trên mạng. Đúng rồi, chị đúng không? Chị mua nhiều đó. Cái gì? Chị hỏi gì? Không, đến mua mấy hàng trên mạng nè. Ý là kêu bạn nhắc tôi á. Rồi. Có gà mắm vậy. Rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp hai người khách mời đã góp phần tạo nên cái công cuộc mà đẩy cái việc mua sắm lên một tầm cao mới. Ai? Xin mời sự xuất hiện của Jimmy và Huỳnh Bảo. Ok, đầu tiên xin mời bạn tự giới thiệu về mình. Dạ, chào tất cả mọi người. Dạ, em là người sáng tạo nội dung, tên em là Huỳnh Bảo. Ok. Mời bạn. Hello mọi người, em tên là Jimmy, tại em cũng là người sáng tạo nội dung trên đa nền tảng. Bây giờ em đã 24 tuổi thì em tin với cái kinh nghiệm 10 phút trước khi tham gia chương trình này em đã sợ. Nhưng em rất là những cái chuyện đắm chìm luôn. Đấy, những cái kỹ năng thường thường khi mà 10 phút trước khi tham gia chương trình em sợ, những cái kỹ năng là nấu chế biến cơ bản thì em sẽ mang tới cho mọi người những món ăn bùng nổ gì ra trên đầu lưỡi. Khánh rất là kỳ vọng hai bạn này, tại vì biết là các bạn là những người sáng tạo nội dung, mà khi mà chúng ta sáng tạo nội dung chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ đề cao cái tính trải nghiệm chúng ta rất là nhiều, và chắc chắn các bạn sẽ nấu ăn rất là nhiều đúng không ta? Dạ. Ủa vậy là bình thường sáng tạo nội dung là không có nội dung? Dạ, nó sẽ tùy theo cái hướng mình đi anh. Còn mình không bảo thì sao? Em thì sẽ đi theo hướng thời trang là chủ đạo và một số nhánh chăm sóc cá nhân. Tuy nhiên là về nấu ăn thì em cũng tự tin, mặc dù là Jimmy để dành 10 phút để nghiên cứu, em thì không cần 10 phút đó luôn. Dạ, bây giờ có ăn cái gì là em cũng nấu được hết, quan trọng là có ăn được hay không thì mình lâu có ngon hay không thì mình chưa biết. Dạ, cũng lo đó, nhưng mà thôi kệ đi, chúng tôi đã quen với nỗi lo này rồi. Các bạn biết là đến với chương trình là đầu tiên là chúng ta phải có cái chủ đề trước. Cái này nó cũng hợp với cái màu áo hồng của Bảo đó. Em cảm giác em bị lọt thỏm, bị kịch cỡm so với mọi người á. Không có kịch cỡm đâu, nhìn dễ thương. Có đâu. Nhìn em như cái bông 10 giờ vậy á. Sáng nhanh lên đi để 11 giờ nó tàn đó. Chủ đề là Vivu 4 Pro. Hết rồi. Vậy chị nhìn sơ sơ tưởng tìm bạn muốn Vivu 4 phương. Khi mà các bạn nghe tới chủ đề, các bạn hình dung là chúng ta sẽ nấu những món ăn gì nè? Nấu ăn hả? Em cứ tưởng là bây giờ gọi điện về nhà bắt đồ rồi chuẩn bị mình đi du lịch. Ôi em ơi, mình đi xe đó. Mình xe em đi trải nghiệm luôn. Quản lý không có điện thoại nói chuyện với em trước về cái show ngày hôm nay đúng không? Chủ làm, quản lý ơi, nói chuyện lại em ơi. Quản lý ơi, bé áo đỏ nãy đứng kế rồi. Vậy là nãy giờ 10 phút làm diễn biến nữa. Chinh phục thực khách nha. Chứ không phải là không có cái điều sóc gì đây đâu. Bây giờ ở đây chỉ có một cái chủ đề. Vivu 4 phương thì bây giờ như anh đi, anh nghe Vivu 4 phương anh nghĩ tới món ăn vặt hả? Chị nghĩ đi Phượt. Em nghĩ là đồ miền Tây, miền Trung, miền Bắc. Nghĩa là đi đúng không? Phải đi không có vùng này, không phải là vùng này. Còn Bảo thì sao? Em nghĩ chắc xuất ngoại luôn. Xuất ngoại luôn, kiểu xuất ngoại luôn. Đúng. Khi mà các bạn vào cái gian bếp để bắt đầu chúng ta nấu đó, mỗi người sẽ nhận được thêm một cái bìa thư nữa. Rồi. Và cái bìa thư này á, các bạn phải bỏ một trong ba cái tên của ba chúng tôi ở đây. Các bạn lựa chọn ở đây ai các bạn có cảm giác là người đó sẽ thích mình, người đó sẽ cho mình điểm cao, hoặc là cái gu ăn của người đó phù hợp với cái gu nấu của mình. Hãy chọn người đó, bởi vì sau chương trình điểm của người đó sẽ được nhân đôi. Dạ. Nhưng nhớ đừng có bật mí ra nha. Mọi người đừng có lộ ra quá là chọn Khánh.
cứ o bế khách đúng hoài. Tại vì có những trường hợp là một số người họ chọn tôi mà khách mời o bế tôi á, xong rồi hai người còn lại ghen tị, xong rồi cái tôi bị đó. Và tôi khẳng định nha, ba chúng tôi không hề nói trước là ba chúng tôi là những người tốt nha. Chúng tôi là những người bình thường. Chúng tôi là có những lúc tốt, có những lúc xấu, có những lúc ích kỷ, có những lúc xấu tính. Đúng rồi, chúng tôi là những người bình thường thôi. Thôi bây giờ các bạn đã sẵn sàng thì chúng ta hãy đến với phòng đầu tiên của chương trình Chinh phục thực khách.